Chào mừng các bạn đến với kênh Fast TV và hãy cùng mình cập nhật những tin tức có trong ngày hôm nay nhé. Blackpink ấn định ngày phát hành album đầu tay, sẵn sàng đội vương miện độc tôn chỉ sau 4 năm debut. Ngày 28 tháng 7, không để người hâm mộ chờ đợi quá lâu, YG Entertainment đã chính thức hé lộ những thông tin đầu tiên về full album đầu tay của Blackpink. Cụ thể, nó sẽ mang tên The Album và được phát hành chính thức vào ngày 2 tháng 10, đúng theo kế hoạch ban đầu mà công ty đã công bố. Cũng trong tấm poster nhá hàng, người hâm mộ đã để ý tới biểu tượng vương miện và với vị thế hiện tại của Blackpink tại K-pop, đây là một lời khẳng định ngầm rằng họ sẽ bước lên đỉnh cao với sản phẩm âm nhạc lần này. Khác với những nhóm nhạc cùng thời, phải đến sau 4 năm debut, nhóm nhạc nữ nhà YG mới có full album đầu tay và đây chắc chắn sẽ là thứ khiến người hâm mộ hài lòng. Ngoài bản nhạc số, Blackpink cũng sẽ phát hành đĩa cứng với nhiều phiên bản khác nhau tại xứ sở cờ hoa. Họ sẽ phát hành 3 phiên bản lần lượt là đĩa thường, đĩa than và bản đặc biệt. Còn ở thị trường Hàn Quốc cũng như một số quốc gia khác, Blackpink vẫn sẽ phát hành một phiên bản bình thường gồm sách, CD, postcard set, photocard, postcard và lời bài hát và poster. Hiện tại, ngày bắt đầu đặt trước chưa được công bố. Trước khi phát hành full album đầu tay vào tháng 8, Blackpink sẽ phát hành một ca khúc đặc biệt và hợp tác cùng với nghệ sĩ bí ẩn. Đây sẽ là sản phẩm âm nhạc tiếp theo của full album được giới thiệu sau ca khúc How You Like That vào tháng 6 vừa qua. Với thành tích vô cùng xuất sắc, với hai bước đà lớn như trên, chắc chắn Blackpink sẽ có những thành tích vô cùng xuất sắc vào tháng 10 tới. Trước đó, MV How You Like That của Blackpink đã được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness Thế Giới là MV có lượt xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên ra mắt trên YouTube và MV của một nhóm nhạc K-pop có lượt xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên ra mắt trên YouTube. Tính đến chiều ngày 9 tháng 7, các MV của Blackpink đã mang về tổng cộng hơn 2,4 tỷ lượt xem. How You Like That của Blackpink gây sốc khi vào Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 33. Đây là thứ hạng cao nhất của một nhóm nhạc nữ K-pop đạt được. Bản tin của ngày hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và nhấn like, share và subscribe kênh Fast TV nhé.